Rồi đứng dậy. Rồi đó, phải vậy đó. Rồi, quay lưng lại. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Quay lưng lại. Rồi đó, không có đâu, lấy một tay. Rồi đó, hai, hai. Đó, bị cái cô này bị cổ mà. Cô chạy á, để quay quay mấy người nhìn nha. Bị cái cổ chạy bị tê thì nói vậy. Rồi quay cái tay lại. Cái này mình nhiều hơn ha. Rồi, xử luôn. Rồi. Tại vì á là khi mà người bệnh á đầu cái này cái cổ này cái này dư dư này là khá rồi, khi mà mình bị cái đốt sống cổ á thì nó có một cái đặc điểm là bao giờ dễ chạy xe một chút xíu nó dằn á, hai tay mình tê hết. Rồi học ở đây rồi là vướng nhà đây ở chứ đâu có về hả? Dạ, con ở mấy dưới mấy anh chị em ở đây. Quen hả? Không đâu. Ủa? Nghe có rốt không? Rồi. Đó, dứt cái cổ luôn. Đó. Rồi, xuống. Rồi xong rồi, bước xuống đi. Rồi đi đưa lại rồi coi sao rồi. Rồi còn tê, còn đau, còn gì nữa. Cứ đi bình thường. Đây vậy là vẫn nhiều lắm rồi, nhưng mà giờ ngồi xuống đứng dậy coi nó thoải mái không? Coi còn có phải là khó chịu như lúc đầu không? Rồi thoải mái rồi hả? Quay lại đây giơ tay đi. Quay lại đây giơ tay, kiểm tra lại cái tay. Kiểm tra lại cái tay. Cái tay rồi đúng rồi. Cái tay là hết bớt bớt đây chưa? Bớt đây rồi phải không? Ok. Rồi vòng tay ra sao này coi. Vòng hết nha. Túc 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 túc. Khá rồi. Khá rồi ha. Khá nhiều. Rồi tay kia. Túc túc. Ồ, tay này ngon nữa. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.